Đây là gì đẹp vậy anh? Đây là trung tâm đây, công viên của Tam Đảo đấy. Tam Đảo mà có khu du lịch này được quá ha. Ta đi chơi lên đông ghê anh. Không phải cuối tuần đâu nha. Ủa vậy nãy mình ở dưới cái kia là gì anh? Dưới chỗ khách sạn á? Đấy là trung tâm gần nhà thờ đá. À, còn trung tâm thăm Tam Đảo là ở đây. Ở đây cũng vui quá chứ, sao nãy mình mở lên trên này. Ý là sao nãy mình không lên trên trên này ở? Ở cái chỗ này các cái phòng ấy mắc đắt hơn đúng không? Phòng đắt hơn nữa thì cái chỗ vừa xong mà mắc nó chỉ cách nhau cũng một đoạn. Ủa mình xuống rồi hả? Xuống lâu rồi. Xuống hồi nào vậy? À, có nhà mình có hơi bốn cái đoạn mà mấy cái đằng nó mời ăn á. Đấy có cái đâu được mấy. Là chỗ khách sạn mình thuê hả? Vâng. Ủa vậy chứ nãy giờ mình leo đèo quá trời mà. À hay. Leo đấy là mãi lên đến cổng trời. À. Em nhầm. Ừ. À là cái nhà thờ đó nãy giờ mình định chụp á hả? Mình đang đi đến ở trên đây nó xây nhà cũng giống giống Sapa ghê á, y chang không khác gì luôn. Không cần đâu anh cứ đi bình thường thôi. Tức là khách cũng không đến chỗ đấy nhưng mà khả năng vẫn phải có đường xuống đấy để người ta ở. À, cái đường xuống đó là chắc phải bọc hết luôn này, không đâu không bọc. Thế thế. Bọc hết đường nữa. Thôi không thì mình đi lại nhà mình đi. Thôi cứ đi lung tung đi đã. Dạ. Đóng cửa không cho vào hả? Không phải, không phải đấy. Không phải đâu. Đây là vào bóng số được. Đây là vào nhà mình thấy sáng tiền nước của ở trong đảo hả? Vâng, ở trong đảo hả? Đường này kinh nhỉ. Anh cũng chưa vào đây mà. Chỗ này là khách chưa vào đây. Đúng đó anh, như đúng đó anh. Đây không đúng rồi. Không có đường xuống rồi. Không cần phải đi lại đó đâu anh. Không cần đâu, mình ra nha. Em đâu có cần thiết. Đây đây, nhà đi rồi. Hết đường. Đâu, vẫn có đường đây. Còn đường đây nữa. Đây là chỗ đấy, ghé vào đấy đấy. Không xuống được đâu. Không. Tức là vào chụp ảnh ấy. À, đi vô vào đây đấy.